Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground. Chiều ngày 23 Tết Mậu Thân năm 1968, Bảy Sơn, Phó Tư lệnh Quân khu Sài Gòn Gia Định, kiêm Tham mưu trưởng Biệt động Sài Gòn, cùng tướng Trần Hải Phụng, tức Hải Phụng, Tư lệnh Phân khu 6, đến gặp ông Võ Văn Kiệt, tức Sáu Dân, khi đó là Bí thư Khu ủy Sài Gòn Gia Định. Họ báo cáo kế hoạch tấn công 10 mục tiêu trong trung tâm Sài Gòn cho một chiến dịch lớn chưa từng có. Đó là những cơ quan đầu não của chính quyền Sài Gòn, như Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, tức Dinh Độc lập, Đài Phát thanh, Đài Truyền hình, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tổng tham mưu, Tổng nha Cảnh sát, Biệt khu Thủ đô, Khám Chí Hòa, v.v. Tại sao không đánh vào Đại sứ quán Mỹ? Ông Sáu Dân đặt vấn đề. Thật ra chúng tôi không hiểu rõ tình hình chính trị như thế nào, sợ phức tạp, không dám chuẩn bị. Ông Hai Phụng đáp sau một thoáng do dự. Không đánh vào Đại sứ quán Mỹ, coi như Biệt động Sài Gòn không tham gia vào chiến dịch Mậu Thân. Ông Sáu Dân quả quyết, rồi ra tối hậu thư, bằng mọi cách phải đánh vào cơ quan đầu não của Mỹ, nhưng không thay đổi quân số đã sắp xếp ở các mục tiêu khác. Đây quả thực là một bài toán hóc búa, nhưng bài toán này cũng không thể gây khó dễ cho Bảy Sơn. Sau một đêm mất ngủ trước bài toán con người, Bảy Sơn đã báo với Tư lệnh Hai Phụng và ông Sáu Kiệt là sẽ giao nhiệm vụ này cho Ngô Thanh Vân, tức Bà Đen, một người dày dặn kinh nghiệm tổ chức chiến đấu trong nội thành của Biệt động Sài Gòn suốt những năm 1960. Bà Đen đã trở thành chỉ huy đội 11 đánh tỏa đại sứ Mỹ. Đêm trước trận đánh, người ra đi đầu không ngoảnh lại. 27 Tết Mậu Thân, Bà Đen dẫn đội 11 đi trinh sát thực địa ở Sài Gòn. Sơ đồ bên trong tòa đại sứ Mỹ đã có tình báo quân sự cung cấp. Đội biệt động tiến vào nội đô trên những chiếc Honda hoặc đóng giả làm người chạy xích lô chở nhau đi thám thính. Sau đó, ông Bảy Sơn đưa lực lượng đánh tòa đại sứ ở sẵn các lõm chính trị trong nội thành ăn Tết. 16 người lính tuổi đôi 10 quây quần bên bữa ăn trên đường Minh Phụng gần vòng xoay cây gõ quận 6 với bánh tét, mứt và trà. Em út của đội, đồng chí Vinh, 11 tuổi, hào hứng khoe rằng đánh xong trận này em sẽ về quê cưới vợ. Khi ông Bảy Sơn hỏi về quyết tâm chiến đấu, Vinh khẳng khái: "Chú Bảy đừng lo, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ, tụi con quyết sông mái dù có hy sinh." Anh em để vỗ tay hoan nghênh Vinh, trong lòng thì tin tưởng trận này sẽ thắng. Cùng lúc, đội 5 Biệt động Sài Gòn đang ăn Tết tại cơ sở ở Tràng Bàng, Tây Ninh. Mục tiêu công kích vẫn được giữ bí mật. Đội trưởng Tô Hoài Thanh, tức Ba Thanh nói: "Đây là trận đánh thập tử nhất sinh, ai không muốn tham gia có thể xin lui." Đáp lời chỉ huy lúc đó, chúng tôi ai nấy đều hừng hực khí thế cho trận đánh. Trên đường từ Trảng Bàng về Sài Gòn, sau khi kiểm tra quân số, cấp trên trao cho mỗi người 3.000 đồng. Đây được xem là tiền tử, ông Phan Văn Hôn kể lại trong xúc động. Tại cuộc họp trước trận đánh chiều mùng 1 Tết, ở hầm vũ khí bí mật của ông Trần Văn Lai trên đường Trần Quý Cáp, tức đường Võ Văn Tần ngày nay, ông Ba Thanh thông báo mục tiêu của đội đó là Dinh Độc Lập. Phải giữ trận địa từ 15 tới 30 phút chờ quân chi viện tới. Nghe thấy vậy, tụi tôi ổ lên vui sướng, bởi hãnh diện khi được đánh mục tiêu rất quan trọng, ông Bảy Hôn và đồng đội nói. Diễn biến trận đánh. Đêm giao thừa Mậu Thân năm 1968, gần nửa quân Việt Nam Cộng Hòa nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ám ảnh bởi cái bẫy khe xanh, chính quyền Sài Gòn đã tăng cường phòng thủ. Khắp các giao lộ đều có nhiều xe jeep gắn đại liên, các đội tuần tra nhan nhản trên đường phố. 22 giờ 45 phút ngày 30 tháng 1 năm 1968, tức mùng 1 Tết, ông Võ Văn Thạnh, tức Ba Thắng, chính ủy sở chỉ huy tiền phương của phân khu 6, đọc lời hiệu triệu của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đồng thời phổ biến RG ra lệnh cho các lực lượng biệt động tấn công những mục tiêu trong kế hoạch. 2 giờ mùng 2 Tết, các bộ phận phố thuộc cho tiểu đoàn 268 phân khu 2 ở phía tây Tân Sơn Nhất bắn 8 quả pháo 82 ly vào sân bay. Cả Sài Gòn coi đó là hiệu lệnh tổng tấn công.
trận đánh tỏa đạn xứ Mỹ diễn ra rạng sáng ngày 31 tháng 1. 19 quân giải phóng thuộc đội biển động Sài Gòn đã tập hợp tại nhà sửa xe số 59 Phan Thanh Giản để chuẩn bị vũ khí lên một chiếc xe tải nhỏ và một xe taxi. Khi quẹo từ đường Mạc Đĩnh Chi sang đường Thống Nhất, toán biển động đã bắn vào hai quân cảnh Mỹ đang đứng gác là SP-4 Charles Daniel và PFC William Sebas. Hai người này đã gọi điện đàm báo động và đóng kín cửa. Bên trong, trung sĩ Ronald Harper và binh nhất George Zahunavik cũng đã đóng cửa lối vào tòa công lý. Lúc 2 giờ 47 phút, toán biệt động quân đã dùng bộc phá hỏng tường ở đường Thống Nhất và đột nhập vào trong tòa đại sứ Mỹ. Hai biệt động quân đầu tiên vừa bò vào đã bị hai quân cảnh đứng gác ở cổng Mạc Đĩnh Chi bắn tử thương. Sau đó, hai quân cảnh này cũng bị biệt động bắn hạ. Trên nóc tòa công lý, trung sĩ Rudy Soto thấy biệt động quân đang đi vào và cố gắng bắn bằng súng ngắn nhưng quá xa nên không chính xác. Lúc này, toán biệt động bắt đầu tấn công bằng súng trường và cả B-40. Những phát đạn B-40 đã phá nhiều lỗ hổng trên tòa công lý và phá hỏng hai bộ điện đàm ở chốt bảo vệ, làm bị thương một lính Mỹ khác. Ở phía sau, trong nhà ở, đại tá Jacobson thức giấc và vội tìm vũ khí và chỉ tìm được một quả lựu đạn M-26, một chiếc xe Jeep do hai quân cảnh đi tuần ở gần đó. Nghe tiếng báo động, đã tới trợ giúp nhưng cũng bị bắn hạ. Lúc này, bên trong tòa công lý, ngoài 3 thủy quân lục chiến, còn có 2 người Việt và 6 người Mỹ. Họ tự trang bị súng ngắn, súng trường M-12 để tự vệ. Trong khuôn viên tòa đại sứ, đặc công ta đã bị bối rối do hai trưởng nhóm đã tử trận. Họ mang theo gần 20kg thuốc nổ mạnh C4 và có thể nổ tung để tìm lối vào tòa công lý, nhưng lại tổ chức phòng thủ để bắn trả quân Mỹ ở bên ngoài. Vào thời điểm cuộc tấn công vừa bắt đầu diễn ra, tùy viên đã đánh thức đại sứ Bunker và áp tải ông leo lên trước 1966 Plymouth Fury và nhanh chóng đi tới nhà của Leo Gramsci, là sĩ quan cao cấp phụ trách bộ phận an ninh. Từ nơi này, Bunker đã liên lạc với các bộ phận khác. Tướng William Westmoreland đã đảm bảo sẽ tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ cho Bunker và đại sứ quán, rồi hạ lệnh cho tiểu đoàn quân cảnh 716 ưu tiên tái chiếm đại sứ quán. Trung tướng Fred Wayne, chỉ huy trưởng lực lượng dã chiến số 2, chịu trách nhiệm bảo vệ Sài Gòn, cũng ra lệnh cho một đại đội thuộc sư đoàn 101 không vận lập tức được điều động tới cùng thủy quân lục chiến và tiểu đoàn 716 quân cảnh bảo vệ đại sứ quán. Tướng Westmoreland và đại sứ Bunker thống nhất rằng không thể để quân giải phóng chiếm được tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, và nếu bị chiếm thì phải chiếm lại ngay bằng mọi giá và phải làm ngay lập tức. Lúc 4 giờ 20 phút, tiểu đoàn quân cảnh 716 đã bắt đầu tiến hành cô lập đại sứ quán. Lúc này, trong khuôn viên đều tối đen do điện đã bị cắt đứt. Quân cảnh Mỹ ở bên ngoài và những người bên trong tòa công lý và đại sứ quán không thể liên lạc được với nhau. Lúc này, một thủy quân lục chiến và 3 quân cảnh Mỹ đã chết, thêm 2 người quân cảnh được báo là đã chết. Trung tướng Fred Goyen đã ra lệnh cho thiếu tướng Oglinto Basanti, là chỉ huy trưởng của sư đoàn 101 nhảy dù, về cứu đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn. Tướng Basanti đã giao nhiệm vụ này cho đại úy Jack Speedy, là đại đội trưởng của một đại đội đang chiến đấu ở khu đồn điền cao su Michelin Rubber gần Biên Hòa. Đây là điều bất thường vì chưa bao giờ một đại úy chỉ huy một đại đội nhận nhiệm vụ trực tiếp từ thiếu tướng chỉ huy sư đoàn. Mệnh lệnh rất ngắn gọn, chịu trách nhiệm và chỉ huy ở khu vực đó. Speedy lúc này chẳng có thêm thông tin gì, bản đồ gì về khu vực và tình hình ở tòa đại sứ Mỹ. Trung tá John McGregor, tiểu đoàn trưởng không vận, cùng thiếu tá Don Bliss, sĩ quan hành quân, đã chỉ huy một đội trực thăng. Cả thành phố đã bị cúp điện hoàn toàn, cả đội bay cũng không thể liên lạc được với các đơn vị khác trên mặt đất. Lúc 5 giờ, chiếc trực thăng đầu tiên đã tới, nhưng không thể đáp được xuống bãi đáp ở trên nóc do biển động quân bắn trả dữ dội. Đến 6 giờ 15 phút, một trực thăng cấp cứu đã đáp xuống và cứu được binh nhất Zahuranik. Rạng sáng, quân cảnh Mỹ đã tiến vào được bên trong khuôn viên tòa đại sứ, và lúc này gần như toàn bộ biển động đã hy sinh hoặc thương nặng do cuộc chiến đã kéo dài. Đội bay trực thăng gồm 11 chiếc của sư đoàn 101 dù cũng đáp và thả thành công đại úy Speedy cùng trọn vẹn đại đội trên sàn đáp máy bay của đại sứ quán Mỹ. Sau đó, đại đội này tiến hành lục soát từng tầng. Lúc này, trận đánh coi như đã chấm dứt. Speedy cùng thủy quân lục chiến
tiểu đoàn quân cảnh 716 thiết lập hàng phòng vệ cho đại sứ quán. 7 giờ, quân cảnh Mỹ mang mặt nạ xông vào cổng chính. 8 giờ, trực thăng trở lại đổ quân xuống sân thượng, tấn công ngược trở lại biển Động. Sau 6 giờ tạm chiếm giữ bên trong tòa đại sứ Mỹ, 15 người của đội 11, trong đó có Vinh, đã tử trận. Chỉ huy Ba Đen thì ngất lịm sau một tiếng nổ và bị bắt. Từ sở chỉ huy, ông Bảy Sơn bắt sóng đài BRC-25, nghe tin từ bên trong đại sứ quán. Tòa Bạch Ốc ở phương Đông đã bị tấn công, thông tin đài báo về Hoa Kỳ trong tiếng súng nổ thưa thớt dần. Đó là kỳ tích của biển Động Sài Gòn. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh. Ông Bảy Sơn nói về đồng đội trong cuộc tấn công tòa đại sứ. Cùng thời điểm, các đội biển Động khác đồng loạt nổ súng vào 4 cơ quan của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài Phát thanh, Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Phối hợp với biển Động trong nội thành, các tiểu đoàn mũi nhọn của 5 phân khu còn lại, các trung đoàn của quân chủ lực quân giải phóng tấn công Hiệp Đồng và một loạt các mục tiêu quan trọng được bố trí bảo vệ vòng trong, vòng ngoài của Sài Gòn. Trên toàn miền Nam, quân giải phóng đồng loạt tấn công vào 4 thành phố, 37 thị xã, hàng trăm thị trấn, quận lỵ, 4 sở chỉ huy quân khu và quân đoàn, hầu hết các sở chỉ huy cấp sư đoàn, 30 sân bay và gần 100 cơ sở hậu cần. Bản tổng kết hoạt động hành quân của Trung tâm Hành quân, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Chính quyền Sài Gòn cho biết, từ ngày 30 tháng 1 đến mùng 4 tháng 2 năm 1968, tổn thất quân Mỹ, chính quyền Sài Gòn có 371 lính tử thương, 997 lính bị thương, 23 lính mất tích, 1.041 vũ khí bị mất. Ý nghĩa của trận đánh. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 được những nhà nghiên cứu lịch sử đánh giá là một sự kiện có tính bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, đem lại một sự chuyển hướng không thể tránh khỏi trong chiến lược của Mỹ, từ chỗ muốn đánh bại Cộng sản Việt Nam đến phải tìm cách để thoát ra khỏi cuộc chiến trong danh dự. Tiến sĩ James Winbank, cựu trung tá bộ binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam với vai trò là cố vấn, giám đốc ban lịch sử quân sự Mỹ, cho rằng những diễn biến trên đã tác động mạnh tới quan điểm của người Mỹ. Họ cảm thấy sốc khi trước đó hình dung và tin tưởng rằng kẻ thù của nước Mỹ đang ở bên bờ vực thẳm, thì bất ngờ kẻ thù đó lại có một lực lượng mạnh để tiến hành cuộc tổng công kích rộng khắp. Người Mỹ đã cảm thấy bất lực, mất niềm tin vào nội các của Tổng thống Lyndon Johnson. Johnson thừa nhận rằng một thắng lợi quân sự ở Việt Nam là không thể đạt được và buộc phải đánh giá lại chiến lược của Mỹ. Ông tuyệt vọng vì chính mình đã không thể có được khả năng đạt tới một giải pháp ở Việt Nam. Trước sức ép của cuộc tấn công Tết Mậu Thân, Johnson đã thay Bộ trưởng Quốc phòng và cách chức Westmoreland, Tổng chỉ huy quân đội Mỹ ở Việt Nam. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, làm phá sản chiến lược chiến tranh cục bộ, buộc Mỹ phải bước vào hội nghị đàm phán hòa bình 4 bên tại Paris. Những năm sau đó, Mỹ đã từng bước xuống thang và chuyển sang chiến lược phi Mỹ hóa chiến tranh. Những món nợ không thể trả. Ông Bảy Sơn, vị chỉ huy cuối cùng của biển Động Sài Gòn, đã có mặt tại Bảo tàng biển Động Sài Gòn Gia Định. Khi nhớ lại trận đánh này, đã không thể kiềm chế được nước mắt, xúc động kể lại, người ta nói chiến sĩ biển Động có ý chí sắt đá lắm. Nhưng không, điều đau lòng nhất là mình không biết anh em sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, anh em biển Động, người là thằng 5, thằng 7, thằng 10, chứ không ai biết tên thật của nhau cả. 19 người đánh vào tòa đại sứ Mỹ, 16 người là lính của tôi, mà tôi cũng không biết họ là ai. Hy sinh nhiều lắm, nhưng không tìm được tung tích. Sau sự kiện này, ông đã dành nhiều năm từ nhiều phía, thế nhưng chưa thể tìm được thông tin gì về anh em. Ông hoạt động ở nội thành nhiều, hiểu rõ lòng dân, mối quan hệ giữa biển Động với dân khó mà nói hết được thành lời. Ông Bảy Sơn kể là có người đã bảo vệ ông từ chén cơm manh áo, đeo ba lô phụ cho ông khi hành quân vì sợ nặng. Khi ông ốm nặng thì anh em chăm sóc, nhưng khi họ hy sinh thì ông cũng không tìm được họ ở đâu. Cha mẹ của những em nhỏ tuổi đến ôm chầm lấy tôi rồi khóc, hỏi con tôi đâu chú Bảy ơi. Tôi vẫn không thể trả lời được họ. Nợ tiền, nợ bạc thì có thể trả được, chứ món nợ này là nợ máu của anh em, tôi không thể trả được. Tôi mắc họ một cái nợ suốt đời.
Cho tới cuối cuộc đời, ông Bảy Sơn vẫn chỉ đau đáu một điều: tình quân dân đó sâu nặng lắm. Tôi tự thấy mình còn nợ nhân dân thành phố này nhiều điều.